Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi mậu dần sinh năm 1998 nữ mạng trong cái năm 2025 năm bất tỵ. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi à, Thưa quý vị, cái việc xem tử vi cho những người tuổi mậu dần nữ mạng sinh năm 1998 trong cái năm 2025 năm bất tỵ. À, sẽ cho quý vị biết được một cái bức tranh toàn cảnh tổng thể về cái vận trình của mình trong năm để từ đó các bạn sẽ có những cái bước đi đúng đắn và chính xác nhất giúp cho con đường tài lộc công danh sự nghiệp được phất lên như diều gặp gió theo đó à, tử vi năm 2025 cũng chỉ ra rằng những người tuổi mậu dần 1998 nữ mạng trong năm ấy thì có cái cát hung nó đan xen nhìn chung ấy, đây là một cái năm cũng khá nhiều cái thăng trầm chủ yếu là do tinh thần của các bạn thiếu tập trung thiếu hăng hái thường hay phải suy nghĩ tiêu cực nên là không dám thử sức, không dám thách thức bản thân Cái vận khí nó không được hanh thông Cho nên những người tuổi Mậu dần nữ mạng trước khi làm bất cứ cái việc gì trong năm nay Cũng nên suy tính trước sau một cách cẩn thận Tránh gặp phải những cái tình trạng là gì? sôi hỏng bỏng không Và để biết được cái vận trình của những người tuổi Mậu dần nữ mạng sinh năm 1998 Trong cái năm 2025, năm Ất Tỵ Gặp được may mắn gì? Có những thành tựu rực rỡ ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe trong chương trình ngày hôm nay. À, như quý vị đã biết, ấy, những người mậu dần là những người có năm sinh là 1998. Người này có thiên can là mậu, có địa chi là dần. Những người tuổi mậu dần nữ mạng ấy, thì có lá số là dương nữ. Có ngũ hành nạp âm là thành đầu thổ. ạ? Cung mệnh là cung khôn. À, người này được gọi là quá sơn chi hổ, có nghĩa là hổ qua rừng. Có xương con cọp, tướng tinh con thường luồng, con nhà huỳnh đế phú quý. À, thưa quý vị, À, những người tuổi mộ dần nữ mạng Thì tính cách mạnh mẽ quyết đoán Người này cực kỳ là tự tin Thích khám phá những cái điều mới mẻ Cuộc sống của họ khá là năng động Tuy nhiên trong hôn nhân vợ chồng Thì có thể gặp bất hòa Nên là cần phải có sự chia sẻ tin tưởng Thì mới ấm êm và hạnh phúc được những người tuổi mậu dần nữ mạng muốn đạt được những cái may mắn thì phải trải qua lúc 30 tuổi. Tiền vận của họ gặp không ít những cái gian chuân, những cái khó khăn. Mãi đến thời trung vận thì mới có cơ hội gì phất lên như diều gặp gió lúc này thì cần nắm bắt kịp để mà xây dựng được cái địa vị của mình vững chắc và có thể hỗ trợ cho hậu vận về sau được sung túc và được an nhàn hơn xét về cái năm 2025 năm bất tỵ thì chúng ta có gì dần mà gặp tỵ dần gặp tỵ thì nó là cục diện là gì hình và hại như vậy là gì trong năm 2025 năm à, năm bất tỵ thì những người tuổi mậu dần 1998 nữ mạng gặp cục diện là vừa hình vừa hại với thái tuế mà Thái Tuế là tối đẳng tượng thần là cái vị thần sát lớn nhất trong năm. Các cụ nói là gì? Thái Tuế đương đổ tọa vô hỉ ắt hữu họa. Vậy nên các bạn cần phải cẩn trọng trong việc hùn hạp vốn làm ăn, kẻ bị kẻ xấu lợi dụng. À, các mối quan hệ xã giao trong năm cũng không còn được hào hữu nữa. Ăn nói thì quý vị cũng cần phải giữ mồm giữ miệng. Và trong thời gian này thì công việc nó cũng khó bề được thuận lợi. Vì thế, những người tuổi mậu dần ấy, bình thường người ta cố gắng 5 đến 10 thì quý vị phải cố gắng gấp đôi đúng không ạ? Phải 15 20 thì mới mong có được cái kết quả như như ý được. Vì thế, trong năm để hóa giải cái cục diện là hình hại thái tuế thì những người tuổi mậu dần 1998 nữ mạng các bạn hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm, à, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào. Kim bài thái tuế đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mậu dần 1998 nữ mạng quý vị nhé. À, cái kim bài này quý vị có thể để trong túi, trong ví hay là sau ốp điện thoại Nó cũng đều mang lại cái sự may mắn, thành công và hưng thịnh đối với những người tuổi mậu dần 1998 nữa ạ à. à, Bên cạnh đó thì chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ địa thiên, thiên can đúng không ạ Chúng ta có mậu mà gặp tị ất đúng không ạ, mậu gặp ất nó là chính quan Nói chung ấy trong cái năm 2025 năm bất tị thì vẫn được chính quan nó hỗ trợ Nó cho thấy trong thời gian này thì những người tuổi mậu dần có nhiều cái cơ hội được thăng quan tiến chức À, đặc biệt trong thời gian này những người lãnh đạo thường đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp cho tập thể phát triển ổn định và nhanh chóng hơn xưa những cái thành tích này cũng sẽ giúp cho à, các bạn đạt được những cái lợi ích cũng như là gì à, những cái người đi theo mình cũng có những cái thành quả nhất định may mắn thành công luôn hướng đến những người tuổi à, mậu dần 1998, nữ mạng trong thời gian này bên cạnh có bên cạnh đó thì cái chính quan nó cũng truyền cái nguồn cảm hứng tích cực và nó sẽ luôn khiến cho các bạn trong tinh thần là vui vẻ vì vậy mà công việc nó hoàn thành cũng sẽ được gì hanh thông hơn thuận lợi hơn và thường là sớm hơn so với dự kiến bên cạnh đó trong năm 2025 năm mất tị thì chúng ta thấy cái địa chi tị này, này nó ẩn tàng ba thiên can là bính này mậu này và canh đúng không ạ chúng ta có mậu gặp bính thì nó là thiên ấn mậu gặp mậu thì nó là tỷ kiên và mậu gặp canh thì nó là thực thần đấy như vậy là trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn còn chứa những cái À, cái cắt tinh và những cái hung tinh Vậy thì chúng ta cùng xét xem nó ảnh hưởng như thế nào đến những người tuổi mậu dần 1998 nữ mạng trong cái năm 2025 này Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về mậu mà gặp bính thì nó là thiên ấn Nói chung ấy, trong năm 2025 năm bất tị Cái thiên ấn nó xuất hiện trong cái thiên can ẩn tàng Nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi mậu dần nữ mạng à, thể hiện được cái sự tự tin để hoàn thành tốt những công việc được giao cái thái độ tích cực đóng một vai trò cực kỳ quan trọng giúp cho những người tuổi mậu dần kết nối và uh, tìm ra được những cái cơ hội phát triển cho chính bản thân mình. À, bên cạnh đó, chúng ta có mậu mà gặp mậu thì nó là tỷ kiên. À, thưa quý vị, nói chung ý, những người tuổi mậu dần nữ mạng trong thời gian này có cơ hội để thể hiện cái thế mạnh của bản thân một cách rõ ràng hơn. Các bạn sẽ đưa ra được những quyết định sáng suốt, dù gặp phải bất cứ cái tình huống nào thì các bạn cũng sẽ xử lý rất là nhanh gọn, hợp tình hợp lý và ngày càng chứng tỏ được cái vị thế bản thân trong tập thể. Vì vậy mà cũng được tập thể ủng hộ và kết quả công việc cũng sẽ hoàn thành một cách xuất sắc, dễ được cấp trên khen thưởng, được đồng nghiệp coi trọng và quý mến đó. Tiếp đến chúng ta xét mậu mà gặp canh thì nó là thực thần, đó thực thần. Nói chung cái thực thần nó xuất hiện trong thiên can ẩn tàng nó cũng nâng đỡ nên là tài vận của những người tuổi mậu dần ấy cũng có cơ hội được phát triển dồi dào, thăng quan tiến chức. À, những người đầu tư kinh doanh thì lại càng có lộc trong cái năm 2025 năm bất tỵ này cái cơ hội đang mở ra trước mắt chỉ cần các bạn nhanh chóng nắm bắt thì sẽ có cái cơ hội là gì thu về bạc tỷ trong tay vì thế mà các bạn đừng bỏ qua một cơ hội tuyệt vời như thế này quý vị nhé bên cạnh đó trong năm để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Mậu dần hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân À, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mậu dần 1998 nữ mạng quý vị nhé. À, thưa quý vị, thì bên cạnh đó chúng ta biết cái năm 2025 năm bất tỵ thì những người tuổi mậu dần 1998 nữ mạng là 28 tuổi. Ở à, cái tuổi 28 này các bạn sẽ gặp cái sao hạn là cái sao cái đô đúng không? Cái hạn năm là cái hạn thiên tinh. Năm nay thì các bạn gặp cái hạn kim lâu. Đấy, hoang ốc thì không bị phạm, tam tai cũng không. Như vậy là gì? Trong cái năm nay ấy, thì có cái hạn kim lâu này này, mà các cụ nói gì 1368 kim lâu, xây nhà, dựng vợ, tậu châu thì đừng. Vậy nên là quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nếu mà ai muốn kết hôn hoặc là xây nhà trong năm nay thì cũng cần phải lưu ý nhé. Thì bên cạnh đó, à, những người tuổi mậu dần ấy, gặp cái sao hạn là cái sao kế đô. Các cụ nói là gì? À, kế đô sao ấy rông dài, chia tay đôi ngả không mong tao phùng tháng 3, tháng 9 bão bùng nhức tay đau óc, khốn cùng xác thân nói tóm lại bên cạnh đó còn có một cái câu khác là nam la hầu nữ kế đô cái sao kế đô nó là một cái sao xấu với nữ đây là một cái hung tinh à, chính vì thế mà trong năm ấy thì nó ảnh hưởng xấu đến đến những người tuổi mậu dần nữ mạng đặc biệt là những người ai mà đang trong tình trạng thai sản mà sinh đẻ ấy, thì sẽ gì cũng ít bị ảnh hưởng hơn Nói chung gặp cái sao này thì mưu sự thì khó thành, thành thì ít mà bại thì nhiều. Tuy nhiên những người nữ giới tuổi Mậu dần ấy, cũng cần phải chú ý nhé. Nó có hai tháng xấu là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Hai tháng này quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm. Thì bên cạnh đó trong năm quý vị lại gặp cái hạn là hạn Thiên Tinh nữa. Đó. À, các cụ nói gì? Thiên Tinh mắc phải thì dạ tai ngục hình. Như vậy khi mà gặp cái hạn này thì những người tuổi Mậu dần nữ mạng dễ bị những rắc rối liên quan đến pháp luật đến công quyền. À, rắc rối này có thể là bị kiện cáo thị phi nặng hơn, có thể bị truy tố và dính dáng đến pháp luật. Thì ngoài ra, à, trong thời gian này thì nói chung ấy, quý vị cũng dễ xảy ra những cái tai nạn, những cái tình trạng là trộm cắp, mất tiền, mất bạc. Nó chủ với cái bệnh tật, đấy, nặng hơn có thể bị ngộ độc. Vậy nên là trong thời gian này thì các bạn cần phải hết sức lưu ý nhé và tìm cách hóa giải để cho gì được hanh thông may mắn. Và để hóa giải cái hạn cái hạn này ấy, cái hạn thiên tinh và cái sao cái đô thì những người tuổi mậu dần sinh năm 1998 nữ mạng các bạn luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là vạn phúc chi nhân vạn phúc chi nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật nó được là làm bằng bạc đúng không ạ mà trước nó có hình chữ vạn tượng trưng cho vạn điều may mắn vạn sự cát tường mà sau là chữ phúc đấy giúp tăng cường cái phúc đức tăng cường cái phúc phần mà phù hộ cho gia chủ được may mắn bình an bên cạnh đó phía dưới nó là một cái viên đá ruby thì đá ruby là một cái loại đá quý trong phong thủy ấy, nó mang một cái trường năng lượng dương cao khi mang theo bên mình thì nó sẽ giúp cho quý vị được gì? Tăng cường cái nguồn năng lượng dương, hóa giải đi những âm khí, những cái tà khí, những cái tạp khí, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào. Ờ cái vạn phúc chi nhân này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vạn phúc chi nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mậu dần 1998 nữ mạng quý vị nhé. À, kính thưa quý vị, thì bên cạnh đó trong năm 2025 năm Ất tỵ những người tuổi mộ dần nữ mạng thì lại có cái lưu niên lâm quan nó nhập mệnh nó cho thấy là trong năm ấy thì các bạn sẽ duy trì được cái năng lượng tích cực trong mọi khía cạnh mà mình tham gia nói chung ấy dù việc lớn hay việc nhỏ thì các bạn cũng không nề hà và những người tuổi nữ mệnh ấy thì sẽ nổi bật với cái tư duy nhạy bén và cái khả năng phân tích của mình đó à, từ đó cũng sẽ giúp mang lại những cái may mắn tài lộc nhất định bên cạnh đó trong năm lại có cái lưu niên thiên đức và cái phúc đức nó trợ mạnh nữa vậy nên cũng mang đến những cơ hội phát tài phát lộc cho bản mệnh à, dự báo là trong năm ấy sẽ có nhiều cái tín hiệu tích cực may mắn đấy về cái mặt tài chính à, các bạn sẽ tìm thấy không ít những cơ hội để đầu tư và nâng cao cái tài chính cá nhân à, tuy nhiên nó không xuất hiện một cách là rõ ràng mà các bạn phải dành nhiều thời gian để mà suy xét và khai mở ra cái vận may cho mình một vài cái thời điểm trong năm ấy cũng chịu tác động xấu do một vài cái hung tinh nữa gây ra như là cái sao Đà La và cái quan phủ đấy nó cũng đem đến cái điểm báo là tiểu nhân quấy phá ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như công việc của các bạn, à cho dù cố gắng hòa giải nhưng mà vẫn khó có thể là gì à, khó có thể mà, mà 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 hòa giải được những rắc rối nó có thể xuất hiện dưới dạng là kiện tụng thị phi tranh chấp hay là gì những sự phá hoại về công danh sự nghiệp đó. Vậy nên quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhé. Nói chung ấy thì từ các mối quan hệ thiên can địa di âm dương ngũ hành và cái sát chiếu mệnh thì chúng ta thấy rằng À, những người tuổi mậu dần nữ mạng trong năm 2025 năm mất tỵ thì, thì công việc làm ăn thì khá là vất vả áp lực đó, tiền bạc thì dễ bị tiêu tán cái điểm báo tiểu nhân và quý nhân thì nó song hành có kẻ phá đám nhưng mà cũng có người đứng ra giúp đỡ công việc thì cũng có lúc thăng lúc trầm nó cũng chưa đến độ là quá là rực rỡ à, bên cạnh đó đa phần nó chỉ duy trì ở mức độ trung bình trong năm thì công việc làm ăn gặp cái tiểu nhân quấy phá hợp tác thì dễ bị thất bại và có chuyện vướng vào cái chuyện kiện tụng tranh chấp thị phi các bạn cần phải tránh xa những người bạn không có cùng cái mục tiêu, không có cùng cái lý tưởng với mình Tránh bị rủ dê lôi kéo, làm những chuyện xấu Bên cạnh đó, à, sức khỏe à, trong năm thì cũng có nhiều cái dấu hiệu bất ổn Nên là quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm, tránh để xảy ra những hung hoạn với mình quý vị nhé à, Thưa quý vị, đó là toàn bộ cái vận trình của những người tuổi mậu dần 1998, nữ mạng trong cái năm 2025, năm bất tị và ngay sau đây để hiểu rõ hơn về vận trình chi tiết từng tháng thì Tử Thông cũng sẽ cùng quý vị luận giải về cái lá số tử vi của những người tuổi Mậu Dần nữ mạng trong th cái thời gian là từ tháng 1, tháng 2, tháng 3 đến tháng 12 âm lịch. Sẽ là tháng nào tốt, tháng nào xấu, tháng nào những người tuổi Mậu Dần nữ mạng có cơ hội trúng số đổi đời, tháng nào thì quý vị gặp những cái vận hạn cần phải án binh bất động hoặc là gì có những cái hành động để mà gì để mà hóa giải. Đúng không ạ? Xin mời quý vị cùng theo dõi. À, thưa quý vị, thì đầu tiên chúng ta xét về vận trình của những người tuổi Mậu Dần 1998 nữ mạng trong cái tháng riêng âm lịch tháng riêng quý vị biết ấy, nó là tháng mậu dần thì trong cái tháng riêng âm lịch sự nghiệp của những người tuổi mậu dần nữ mạng trong thời gian này ấy, nói chung là cũng tương đối là thuận lợi khi mà các bạn được cái thứ nhất là lưu niên phúc đức thiên đức nó hỗ trợ lại thêm cái cục diện lưu niên lâm quan nữa vậy nên ấy, trong thời gian này đa số những cái kế hoạch mà những người tuổi mậu dần đặt ra ấy, thì đều đạt được những cái kết quả như ý muốn quý nhân cũng sẽ xuất hiện giúp cho các bạn nhanh chóng tìm ra cái hướng đi mới cho công việc và giải quyết được những khó khăn những vướng, vướng mắc ở cái thời điểm hiện tại à, tuy nhiên à, dù là mọi việc tiến triển thuận lợi đến mấy thì các bạn cũng không nên quá kiêu ngạo hay là quay thường người khác hay là lơ là thờ ơ à, trong cái tháng này vẫn còn một vài cái hung tinh như là cái quan phủ và cái đà la đó nó có thể xuất hiện những cái rắc rối bất cứ lúc nào và kẻ tiểu nhân cũng tìm cách phá hoại cái công việc hay là cái sự nghiệp của các bạn đã xây dựng từ trước đến nay vì vậy các bạn hãy luôn nâng cao cái cảnh giác trong mọi việc mọi lúc. À, bên cạnh đó trong tháng lại còn có lưu niên quan phủ các bạn cũng cẩn thận với việc công quyền giấy tờ. Đó. kiểu là dễ gặp những chuyện kiện tụng thị phi và gây chuyện mất tiền mất bạc đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tháng 2 âm lịch nó là tháng kỷ mão. thì trong tháng 2 âm lịch vận trình của những người tuổi mậu dần nữ mạng nói chung ấy cũng đa trên cái đà tăng trưởng ổn định trong tháng này khi mà được cái lưu niên quan đới nó hỗ trợ lại kèm theo cái lộc tồn và cái lưu niên bác sĩ nữa. Nói chung ấy, cái liên liên quan đới nó cũng ủng hộ tích cực giúp cho các bạn băng băng tiến về phía trước. À, các bạn có thể nhận được một số cái cơ hội phát triển nghề nghiệp à, như là được thăng chức, tăng lương hoặc là chuyển sang những cái vị thế công việc tiềm năng hơn. Cái việc làm ăn trong thời gian này cũng có cái sự mở mang thêm. Đấy, nhờ có lộc tồn ở chiếu mệnh, hứa hẹn sẽ đem về cho các bạn những khoản lợi nhuận dùng dính thu nhập thì không ngừng gia tăng, đời sống nhờ vậy mà cũng được cải thiện một cách tích cực bên cạnh đó sức khỏe của những người tuổi mậu dần nữ mạng thì trong thời gian này cũng được lưu niên bác sĩ nó chiếu mệnh. nên là cũng không gặp phải cái vấn đề nào quá nghiêm trọng tuy nhiên quý vị cũng không được chủ quan lơ là nhé à, nên là cân đối giữa cái kế hoạch công việc cũng như là cái chế độ nghỉ ngơi sẽ cho hợp lý tránh làm việc quá sức kể cả lại gì bị mệt hoặc là gì S uh, quý vị làm việc quá sức thì sẽ gây ra sự mệt mỏi và khi mà làm việc trong cái tinh thần mệt mỏi thì dễ xảy ra những sai lầm đó vậy nên quý vị phải chú ý nhé Tiếp theo chúng ta sẽ là tháng 3 âm lịch là tháng canh thìn. Thì vận trình của những người tuổi mậu dần 1998 nữ mạng trong tháng 3 âm lịch tháng canh thìn này nói chung ấy thì cũng gặp khá nhiều cái may mắn do là cục diện lưu niên mộc dục nó ghé thăm. Nó cái cái, cái mộc dục này nó cũng mang đến một cái tinh thần lạc quan và tràn đầy cái hy vọng cho những người tuổi mậu dần nữ mạng sinh năm 1998. À nhất là khi nhìn lại cái cách mà bản thân vượt qua những trở ngại những khó khăn trước đó thì các bạn có chút tự hào về bản thân. À, tuy nhiên À, trong tháng thì các bạn cũng cần phải lưu ý vẫn còn cái liên kình dương và cái trực phù thì hai hung tinh này nó cũng sẽ mang lại những điểm báo về vận tiểu nhân kém sắc và lúc này thì các bạn sẽ khó mà có thể vượt qua hoặc là chú trọng một mình cũng vất vả trăm bề luôn à, cái việc kinh doanh buôn bán thì cũng gặp nhiều cái bất lợi có điểm báo thị phi hoặc phá hoại sau lưng các bạn hãy thận trọng trong cái việc hùn hạp vốn làm ăn kinh doanh với người khác bên cạnh đó Phương diện sức khỏe của các bạn thì cũng khá là tốt do đằng sao lực sĩ nó chiếu mệnh đó. À, nên là quý vị cũng không gặp phải vấn đề gì quá là lo lắng trong thời gian này. Gia chủ vẫn duy trì được cái thể trạng ổn định nhờ vậy mà các bạn có sức lực đối diện với những khó khăn những thử thách và bên cạnh đó chỉ cần nỗ lực cố gắng thì các bạn cũng sẽ vượt qua một cách là trọn vẹn hơn. Vì vậy trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình những người tuổi mậu dần 1998 nữ mạng các bạn hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để mà trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mậu dần 1998 nữa mạng quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tháng Tư âm lịch nó tháng Tân Tỵ thì trong tháng Tư âm lịch ấy thì vận trình của các bạn cũng khá là may mắn do được lưu niên trường sinh nó chiếu mệnh đó, à, được lưu niên trường sinh lại thêm cái sao Thanh Long nó hỗ trợ nữa. Đâm ra là con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi nữ mạng trong thời gian này đang rất là mở rộng. Cái tinh thần làm việc càng ngày càng hăng say kết hợp với cái sự thông minh, kinh nghiệm của bản mệnh có thể đưa ra những cái ý tưởng sáng tạo rất là hữu ích. Tuy nhiên, à, dù được nhiều cái yếu tố thuận lợi nó nâng đỡ, nhưng mà những người tuổi mậu dần nữ mạng cũng không nên lơ là, sơ suất, kẻo gặp những cái sự cố bất ngờ nó xảy ra bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, trong cái tháng tháng tư âm lịch này, À, vẫn còn chịu cái tác động của cái lưu niên thái tuế kèm theo cục diện là gì tương hình và lục hại nữa vậy nên ấy, thì các bạn cũng nên chú ý hơn trong cái cách hành xử dù có thành công thì cũng không được tỏ ra kiêu ngạo coi thường người khác dễ khiến cho kẻ tiểu nhân ngứa mắt và tìm cách là phá bĩnh hãm hại các bạn vậy nên là trong các mối quan hệ thời gian này quý vị cần phải hết sức lưu tâm nhé à, tiếp theo chúng ta xét tháng 5, nó tháng nhâm ngọ thì trong cái tháng 5 âm lịch ấy thì vận trình của những người tuổi Mậu Dần 1998 nữ mạng nói chung ấy thì khá là cát lành, do đặc là lưu niên dưỡng nó trợ mệnh kèm theo cục diện tam hợp quý nhân là dần ngọ tuất nó hộ thân. À, bên cạnh đó, trong thời gian này thì các bạn có thể được hỗ trợ rất nhiều để đạt được những cái mục tiêu cao hơn trên con đường công danh sự nghiệp của mình. À, tuy nhiên, ấy, cái vấn đề nội lực của các bạn cũng đang đóng một vai trò hết sức quan trọng. Đấy. Nói chung, ấy, trong thời gian này thì các bạn cũng gì được quý nhân tương trợ giúp đỡ và cái công việc nó cũng trở nên hanh thông thuận lợi hơn tiền bạc thu về cũng gì cũng nhiều hơn. À, thêm nữa trong tháng lại có cái lưu niên thiên không và cái tiểu hao thì đây là hai cái hung tinh nó gây ra sự thất thoát về tiền bạc dù nó ảnh hưởng không quá lớn nhưng mà các bạn cũng nên giữ túi tiền của mình một cách cẩn thận đề phòng kẻ xấu lừa gạt mất tiền bạc hoặc là gì đề phòng những chuyện làm ăn nó bị thua lỗ Đặc biệt các bạn cần phải thận trọng với những cái người mà ngỏ ý vay tiền nhằm mục đích không chính đáng, kéo gì tiền ra đi không trở lại, vừa mất tiền lại vừa mất bạn. Vậy nên là quý vị trong thời gian này quản lý tiền nhé, quản lý tiền thật tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ tháng 6 là tháng quý mùi. Thì vận trình của những người tuổi mậu dần đấy trong cái tháng tháng 6 này ấy, nói chung ấy các bạn phải đối mặt với khá nhiều cái thách thức cũng như là cái khó khăn. Mọi thứ dễ chệch khỏi cái quỹ đạo ban đầu và các bạn gì muốn điều chỉnh lại cũng khá rất là khó bên cạnh đó lại thêm cái lưu niên thai lưu niên thai nó tác động nữa nó cũng làm cái hung vận khá lớn nó khiến cho vận khí của những người tuổi mộ dần bị giảm sút làm việc thì thiếu đi cái sự tập trung đâm ra là dễ mắc phải những cái sai lầm không đáng có à, các bạn cũng được khuyên trong thời gian này làm gì cũng cần phải tính toán một cách cẩn thận à, dòm trước ngó sau không nên quá vội vàng à, nếu mà bất cẩn ấy, thì có thể gây ra những cái hậu quả khôn liềng khôn đường đúng không ạ các bạn sẽ dễ sức họa vào thân thì ngoài ra cái sự xuất hiện của cái hung tinh tăng môn trong thời gian này ấy, nó cũng mang lại những cái điểm hung họa cảnh báo quý vị về sức khỏe đặc biệt là của những người lớn tuổi trong gia đình ấy, dễ xảy ra những chuyện tăng chế vậy nên quý vị cũng cần phải chuẩn bị cái tâm lý thật trước để tránh những cái, tránh bị bất ngờ thêm nữa trong tháng này có liên liên tướng quân thì nó cũng dẫn dắt giúp cho những người tuổi mậu dần 1998 nữ mạng trở nên mạnh mẽ hơn trở nên quyết đoán hơn và dễ dẫn dắt tập thể đi đến cái con đường thành công Tuy nhiên ấy, quý vị cũng không nên là vì thế mà gì coi à, thường người khác hay là gì à, tỏ ra mình là một người mà có cái vị thế cao kẻo lại bị kẻ xấu ghen ghét đố kỵ mà sinh ra lòng hãm hại quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta xét tháng 7 nó là tháng giáp thân. À, trong tháng 7 giáp thân thì vận trình công việc của những người tuổi mậu dần nữ mạng ấy trong tháng này thì cũng nhận được rất nhiều cái cutting tinh nó xoay chiếu có thiếu âm tấu thư và cái sao thiên việt vậy nên ấy, nhân lúc cái các khí nó đang thuận lợi thì các bạn hãy thực hiện những cái dự định mà mình đang gấp ủ đừng có ngại ngần hay là trì hoãn bất cứ cái cơ hội nào của mình à, trong tháng còn được cái tấu thư là cái cutting nó cũng cho thấy bản mệnh rất là giỏi giao tiếp và trở thành cái lợi thế nhờ đó mà những người tuổi mộ dần cũng sẽ thuyết phục được khách hàng à, của mình tin tưởng mình hơn à, vậy nên tuy thời gian này có mệt mỏi có căng thẳng nhưng bù lại những cái thành tích của các bạn cũng cực kỳ là đáng nể à, tuy nhiên à, trong thời gian này vẫn còn hai cái thông tinh đó là lưu liên tuyệt và cục diện là tương xung thân và dần là tương xung nó dẫn đến là các mối quan hệ đôi khi nó gặp những rối ren nó ảnh hưởng xấu đến cái tâm sinh lý của các bạn à, điều các bạn cần phải làm trong lúc này là dĩ hòa vi quý bình tĩnh giải quyết công việc thì mới mong mọi việc được suôn sẻ thuận lợi và thành công được vì thế để hóa giải cái vận hạn tiểu nhân cũng như là để mang lại cái may, may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi mậu dần 1998 nữ mạng các bạn luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để mà trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mậu dần 1998 nữ mạng quý vị nhé à, tiếp theo chúng ta sẽ tháng 8 âm lịch nó là tháng ất dậu thì trong cái tháng 8 lịch cái vận trình của những người tuổi mậu dần ấy, nói chung là cũng không được tốt cho lắm cái sức khỏe của các bạn đang gì uh, xuất hiện những cái tình trạng bị như hư nhược yếu ớt do cái lưu niên mộ nó gây ra bên cạnh đó nhất là những ai mà có cuộc sống trông tranh ý, thì lúc này có vẻ đang suy nghĩ quá nhiều căng thẳng vì công việc nên là gì dễ mất ăn mất ngủ ăn uống thì cũng không ngon miệng à, đen đủi không dừng lại ở đó trong cái tháng này còn xuất hiện cái lưu niên là quan phù và cái phi liêm nữa đâm ra ấy, nó sẽ khiến các bạn dễ cảm một chuyện thị phi không phải việc của mình nhưng mà cũng có thể là gì phải chịu tiếng oan ảnh hưởng đến thanh danh các bạn cần phải kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt đấy Và giữ cái mối quan hệ thật hài hòa, tốt đẹp Chỉ một phút bốc đồng thôi thì cũng dễ dẫn đến các bạn mắc sai lầm Vì vậy mà các bạn trong thời gian này cần phải quản trị cảm xúc thật là tốt Tránh nóng giận mà gì? các cụ nói là giận quá mất khôn đấy Tiếp theo chúng ta sẽ tháng 9 lâm lịch, nó là tháng Minh Tuất thì trong tháng 9 lâm lịch có lưu niên tam hợp nó tương trợ giúp đỡ lại thêm cái cục diện gì có hỷ thần nữa vừa có hỷ thần vừa có tam hợp nó báo hiệu là trong thời gian này cái vận trình của những người tuổi à, tuổi tuổi mậu dần 1998 ấy cũng khá là hanh thông thuận lợi à, công việc thì luôn được quý nhân đứng ra giúp đỡ và những lúc khó khăn thì cũng được gì quý nhân hỗ trợ hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao bên cạnh đó trong công việc thì các bạn cũng sẽ dễ dàng kết nối thêm được những mối quan hệ mới và từ đó các bạn cũng tìm kiếm cho mình những cái cơ hội làm ăn cực kỳ là đáng quý mở rộng cái quy mô kinh doanh mở rộng cái mối quan hệ cũng sẽ giúp cho các bạn nâng cao được cái vị thế của mình và trở thành những người có tiếng nói trong cái công việc của mình. Đó. Bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên nhé, trong tháng vẫn còn lưu niên tử và cái cái lưu niên tử phù. Hai cái hung tinh này nó cũng sẽ gây ra nhiều cái chuyển biến đáng kể. Công việc trong thời gian này đôi khi nó cũng sẽ bị bấp bênh. Đấy, không được vững chãi cho lắm. Vậy nên tâm trạng của những người tuổi à, tuổi mậu dần nữ mạng trong thời gian này nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến công việc. Đó vì vậy mà các bạn cũng cần phải hết sức lưu tâm nhé đừng có mà gì đừng có mà suy nghĩ quá nhiều Đấy, các bạn cứ làm nhiều thôi nghĩ ít thôi thì cũng sẽ tìm kiếm ra cái lối đi riêng cho mình quý vị nhé tiếp theo chúng ta cùng xét đến tháng 10 âm lịch tháng 10 âm lịch là cái tháng mà các bạn sẽ cần để chú ý về sức khỏe nhé do cái lưu niên bệnh nhập mệnh này lại có gì cái sao bệnh phù nữa bên cạnh đó trong tháng này thì được chúng ta may mắn được cục diện là lục hợp đúng không? và à, uh, hung tinh tuế phá nó cũng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến cái vận trình của những người tuổi mậu dần 1998 nữ mạng nói chung ấy, trong cái tháng 10 âm lịch này thì cái sức khỏe của những người tuổi mậu dần nữ mạng chịu tác động từ cái lưu niên bệnh và cái bệnh phù thì đây có thể là một có một tháng mà các bạn khá vất vả tất bật vì công việc đấy do đó sẽ liên tục xuất hiện cảm giác mệt mỏi uể oải chán ăn cơ thể thì dễ bị suy nhược à, vì phải đối diện và xử lý với nhiều cái khó khăn À, và nhiều cái điều phức tạp vậy nên những người tuổi Mậu dần nữ mạng thì sẽ nảy sinh ra cái tâm lý tiêu cực à, sống thu mình lại ít chia sẻ cảm xúc thì không được phát tiết ra bên ngoài nên là càng ngày càng uất và dễ bực dọc đó chính là cái nguồn cơn gây ra sự ốm đau bệnh tật à, theo đó trong cái tháng này thì các bạn nên dành thời gian nhiều hơn chăm sóc bản thân à, đừng có để bản thân quá căng thẳng mệt mỏi hay là chịu nhiều áp lực à, cục diện lục hợp để nó tương trợ giúp đỡ đúng không ạ mậu dần dần hợi nhị hợp nó cũng sẽ tương trợ giúp đỡ nó cũng sẽ giúp quý vị gì mở ra nhiều cái mối quan hệ làm ăn mới vì vậy trong thời gian này thay vì là ngồi yên một chỗ mà chờ thời thì những người tuổi mậu dần nên xông xáo đi ra ngoài kết giao được thêm nhiều người bạn mới à, cục diện lục hợp nó cũng sẽ giúp quý vị tìm được quý nhân và được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp cho công việc nó được hanh thông hơn thuận lợi hơn và vận trình nó cũng sẽ được cải thiện nếu như quý vị hết sức nỗ lực cố gắng trong thời gian này vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi mậu dần hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để mà trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mậu dần 1998 nữ mạng quý vị nhé À, thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét đến tháng 11 âm lịch, nó là tháng Mậu Tý. Thì vận trình của những người tuổi Mậu Dần 1998 nữ mạng trong tháng 11 âm lịch tháng Mậu Tý, nói chung ấy là cũng chưa thấy cái điểm sáng nào nổi bật. Đấy. À, lộ trình thăng tiến trong thời gian này cũng gì khá là nhạt nhòa. Cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa thì may ra mới đạt được cái mục tiêu của mình. À, trong thời gian này lại có thêm lưu niên suy đến nhập mệnh. Vậy nên ấy thì nó cũng ảnh hưởng tiêu cực đến cái suy nghĩ của những người tuổi Mậu Dần chính vì thế mà cái động lực à, phấn đấu cũng bị gián đoạn khó có cơ hội được thăng tiến được bên cạnh đó trong tháng lại xuất hiện cái hung tinh đại hao đại hao nó gây ra chuyện là hao tốn về tiền bạc hao tốn về tài lộc đấy à, những người tuổi mậu dần thì cái vận trình tài lộc có biến động khá lớn khi thì được rất nhiều lúc thì mất cũng gì không hề ít cái áp lực kinh tế lớn nó sẽ khiến cho những người tuổi mộ, mộ dần ấy cảm thấy là dễ bị bế tắc Vậy nên quý vị hãy gì cân nhắc thật kỹ càng lập kế hoạch tài chính cụ thể thì mới tránh được những cái hung họa nó có thể xảy ra đó bên cạnh đó trong tháng thì vẫn còn lưu Liên Long Đức và cái thiên khôi nó cũng sẽ kéo cái vận trình của quý vị đi lên đấy vậy nên là gì cái vận quý nhân nó cũng khá là Vượng chỉ cần quý vị cố gắng nỗ lực nắm bắt lấy cơ hội thì không thiếu những cơ hội đến với mình đó và quý vị có thể thoát khỏi cái vòng kìm kẹp của cái lưu Liên suy và cái và cái đại hao quý vị nhé tiếp theo chúng ta xem tháng 12 lịch nó là tháng kỷ xỉu thì trong cái tháng kỷ xỉu tháng 12 lịch ấy à, vận trình của những người tuổi mộ dần nữ mạng cũng khá là may mắn khi được cái lưu niên đế vượng nó trợ mệnh à, lưu niên đế vượng nó soi sáng nó giúp cho những quyết định của những người tuổi mộ dần nữ mạng trong tháng này thường được đúng đắn hơn và cho ra cái kết quả cực kỳ rực rỡ hơn cả cái sự mong đợi các bạn sẽ nhận ra bản thân mới chính là những người mà tạo ra cái may mắn cho chính mình khi mà các bạn luôn chăm chỉ nỗ lực kiên trì hết sức nên là cuối cùng ấy, cái công sức của các bạn cũng được đền đáp một cách xứng đáng. À, không chỉ vậy, cái cutting nó còn tạo cái điều kiện thuận lợi giúp cho những cái cuộc hợp tác làm ăn kinh doanh của những người tuổi mậu dần ấy, được hanh thông hơn, thuận lợi hơn. Các bạn sẽ tìm được những đối tác uy tín sau một thời gian dài tìm kiếm. Nhưng các bạn cũng cần phải chú ý nhé, trong tháng thì vẫn còn cái hung tinh đó là cái cái phục binh và cái bạch hổ. Thì hai cái hung tinh này nó gây ra cái hại tiểu nhân gã hãm hại cũng như là gì cái họa hình thương, là tai nạn, cái bất ngờ hay là trộm cướp nó xảy ra đặc biệt là cái dịp cuối năm này thì cái các bạn vẫn cũng cần phải hết sức lưu ý nhé kéo lại mất ăn tết đó à, thưa quý vị à, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình tử vi của những người tuổi mậu dần 1998 nữ mạng trong cái năm 2025 năm mất tỵ à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn